Sau một thời gian được hướng dẫn và học hỏi giáo lý, nay các em thiếu nhi lớp bao đầu thai đang dựng lớn lên trong đời sống đức tin, gậy, mềm và sẵn sàng vác trên vai thân hoài của ngài hiệp sĩ. Màu nâu thân hoài tượng trưng cho dòng máu đức tin của các thánh tử đạo đã đổ ra và chảy vào lòng đất mẹ để nói lên lòng trung thành với đất nước và tình yêu Thiên Chúa. Xin cho các em biết học theo mẫu gương của các ngài, sống dân thân để phục vụ giáo hội cùng xã hội trong ơn gọi của mình. Mời các bạn bao đồng hồ đứng lên trên nghĩa trang và cùng đàn. Các con thân mến, các con có ý thức khẩu hiệu của người hiệp sĩ thiếu nhi thánh thể là gì không? Là người hiệp sĩ, các con được mời gọi sống gắn bó với lời Chúa và Thánh Thể, luôn ưu nhìn lên Thánh Giá để tìm sức mạnh và ơn nâng đỡ, đồng thời tích cực phục vụ các công tác xứ đạo và cộng đoàn. Vậy đâu là những chỉ năng sẽ giúp các con?
Tiếp theo là nghi thức tuyên xưng đức tin của các bạn thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo viên bao lâu rồi. Các con thân yêu, hôm nay các con muốn đánh dấu cuộc sống trưởng thành của các con bằng việc chuẩn bị trọn thể. Các con sẽ bước thêm một bước nữa để hoàn thiện hơn về phương diện đạo đức cũng như về mặt nhân đạo. Cha khuyên các con hãy nhìn lên gương Chúa Giêsu Kitô, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và đầy ơn sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Các con hãy cố gắng tự rèn luyện mình dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, dưới sự hướng dẫn của Cha Sở, sự chỉ bảo của cha mẹ và những người đạo đức khôn ngoan, để trở thành những người con đích thực, để trở thành một Kitô hữu xứng danh và một tông đồ nhiệt thành. Hầu hướng dẫn cho bản thân, cho gia đình và cho giáo hội và xã hội. Do đó, trong ngày trọng đại hôm nay, các con hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong mọi hoàn cảnh và luôn chiếu quản tình thương của Chúa Kitô bằng thái độ phục vụ yêu thương. Vậy cha hỏi các con có muốn sống trung thành với Chúa và sẵn sàng phục vụ giáo hội của tha nhân không? Ta muốn. Vậy giờ đây trước mặt cộng đoàn Thiên Chúa, các con hãy long trọng tuyên hứa. Con là Martino Nguyễn Đức Huy. Con là Maria Magdalena Huỳnh Ngọc Anh Thư. Con là Francisco Xavier Huỳnh Đức Huy. Con là Maria Nguyễn Phạm Phương Nghi. Con là Pedro Hoàng Quỳnh Hiếu. Con là Maria Lê Ngọc Kim Quỳnh. Con là Gerardo Thiên Đức Lộc. Con là Teresa Nguyễn Hoàng Thư. Con là Pedro Hoàng Quỳnh. Con là Francisco Nguyễn Anh Thiên. Con là anh Thiên của Bộ Hải Đăng. Con là Nguyễn Xê Phạm Đức Thắng. Con là Francisco Xuân Thiên Trương Trường Trang. Con là Gerardo Maria và Vũ Đình Phúc. Con là Đa Linh Đại Đình Phúc Thanh. Con là Domenico Nguyễn Đình Thanh. Con là Pio Chính Trần Giang. Con là Du Xe. Chúng ta muốn thể hiện đức tin và một cuộc sống lẽ rằng Chúa Giêsu là chủ tâm một
Xin Thiên Chúa là Cha và là Con và Thánh Thần nhận lấy những ước nguyện và lời hứa của các con, cùng ban cho các con muôn vàn đời làm một xác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Khi lớp chuyển các hiệp sĩ và biên sĩ đứng tìm đến đây kết thúc, xin mời cộng đoàn chúng ta đứng để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng cử hành lễ
xứ của chúng ta, cầu nguyện cho gia đình của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các thành viên trong ban thường vụ hội đồng giáo xứ mừng kính bộ này và các riêng ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các em ngày hôm nay đã tuyên xưng đức tin sau một thời gian học giáo lý, và hôm nay các em đã kết thúc chương trình học giáo lý tại trường giáo lý Tân Định. Chúng ta cũng chúc mừng các em tiến sĩ ngày hôm nay, các em được bước lên một cấp trong tiến trình đào tạo. Đó là những hoa trái thiêng liêng của các em thiếu nhi trong quá trình học hỏi và yêu mến Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các em và chúng ta cũng cùng nhau tạ ơn Chúa vì tình yêu của Thiên Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ xuống trên cuộc sống của chúng ta. Chính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là những con người yếu đuối, thấp hèn, tội lỗi và đầy thiếu sót. Chúng ta xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chữa lành những thương tích trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và xin cho chúng ta một lần nữa được tràn đầy ngọn lửa yêu mến của Thánh Tâm Chúa để tình yêu của Thiên Chúa lại được thắp sáng lên trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình và trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Thánh cả Giuse cùng cả Thánh. Cầu nguyện cho linh hồn Teresa, Pedro, Maria, Joan Bautista, Giuse, Anna, Andre, các linh hồn nơi nhà chờ phục sinh cùng các đặc linh hồn. Giờ đây chúng ta cùng nhau thành tâm sáng hối những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng tự hành một nhiệm thành. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Thank you.
ơn Đức Kitô, con một cha yêu dấu. Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những gì công người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến thánh tâm người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào nhân. Người là Thiên Chúa hằng sống và Thiên Chí cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Mô-xê nói với dân Israel rằng: anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi các nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa và Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người và giữ các mệnh lệnh của người. Còn ai thù ghét người thì người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét người, người không trì hoãn, người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân thủ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Thank you.
vì tình yêu bắt buộc được Thiên Chúa, và ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải ai trong chúng ta đã yêu mình Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai Con của người đến làm lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chịu đựng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lòng trong chúng ta, và tình yêu của người đưa chúng ta mới lên hoàn hảo. Cầm cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lòng trong người và người ở lòng trong chúng ta. Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của người đến là lãnh cứu độ thế gian. Thể ai tin xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Chắc có lẽ các con biết nhiều hơn cha.
là bởi vì các con ở giáo xứ Tân Định này lâu hơn cha. Cha thì ngày hôm qua cha mới biết là Chủ nhật này cộng đoàn giáo xứ chúng ta thực hành long trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Bởi vì nếu mà theo lịch Công giáo thì lễ thánh tâm Chúa Giêsu chúng ta đã cử hành vào ngày thứ sáu vừa rồi. Nhưng đặc biệt đối với giáo xứ Tân Định với cộng đoàn chúng ta lại dành thêm ngày Chủ nhật liền kề để tôn kính, tôn vinh trọng thể thánh tâm Chúa. Bởi vì thứ nhất, nhà thờ của chúng ta đây là nhà thờ đã được cung hiến, đã được dâng hiến cho thánh tâm Chúa. Và thánh tâm Chúa Giêsu chính là tín hiệu bổn mạng của nhà thờ. Và từ đó cha thiết nghĩ nếu như ngôi thánh đường trang nghiêm này được dâng hiến cho thánh tâm Chúa Giêsu, và nhờ đó mà thánh tâm Chúa, tình yêu của Chúa đã bảo vệ cộng đoàn giáo xứ Tân Định hơn 150 năm đã qua, thì ước gì mỗi người chúng ta là những con chiên, là những người giáo dân ở trong cộng đoàn giáo xứ Tân Định, hay là những người từ phương xa mà đến nơi đây để tham dự thánh lễ, những người có lòng yêu mến đối với ngôi nhà thờ màu hồng này, màu thánh tâm này, mỗi người chúng ta cũng hãy tận hiến tâm hồn của mỗi người chúng ta cho thánh tâm Chúa. Để nhờ thánh tâm Chúa Giêsu, nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà cuộc đời của mỗi người chúng ta được sửa ấm, đời sống của mỗi người chúng ta được bảo vệ, và mỗi người chúng ta tìm được đến bờ hạnh phúc là nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cha thiết nghĩ khi mà cha suy nghĩ về ngày lễ hôm nay, ngày Chủ nhật kính trọng thể thánh tâm Chúa Giêsu, ước gì các con yêu đi cùng bạn, các con cũng dâng mình cho thánh tâm Chúa, để trái tim dịu dàng của Chúa, ngọn lửa tình yêu của Chúa được thắp lên trong tâm trí, trong trái tim của mình, để mỗi người chúng ta luôn say mê một Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý bạn anh chị em, thật là ý nghĩa ngày hôm nay khi trước lễ chúng ta thấy có 19 em thiếu nhi ngày hôm nay tuyên xưng đức tin, và có 20 em thiếu nhi ngày hôm nay được thăng cấp trong tiến trình huấn luyện thiếu nhi thánh thể, được thăng cấp lên, gọi là cha nói vui lên, thăng cấp lên bậc hiệp sĩ, hàm hiệp sĩ. Chắc có lẽ chúng con sẽ được học hiệp sĩ là gì. Thế nhưng cái điều mà cha muốn chia sẻ với các con thiếu nhi và quý bạn anh chị em, nếu như chúng ta nhìn vào cái số lượng quý bạn anh chị em đấy, chỉ có 19 em thiếu nhi ngày hôm nay tuyên xưng đức tin để đánh dấu kết thúc một cái giai đoạn gọi là giáo lý phổ thông. Quý bạn anh chị em biết, để đi tới ngày hôm nay thì các em đã phải trải qua 14 năm học giáo lý. Và các em hiệp sĩ cũng vậy, để đi tới ngày hôm nay thì cũng đã trải qua 9 năm học giáo lý. Và nếu như chúng ta đối chiếu với số lượng mà các em được rước lễ lần đầu, hay là các em sắp sửa được thêm sức đây, chúng ta sẽ thấy một cái tỷ lệ khá là ngạc nhiên. Là bởi vì các em được rước lễ lần đầu với sĩ số là khoảng 50, 60 em, các em thêm sức cũng vậy, khoảng 60, 65 em. Thế nhưng tại sao đi tới giai đoạn này thì chỉ còn có 19 em? Tại sao như vậy? Kính thưa quý bạn và chị em, có hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì đây có thể gọi là những số sót còn lại, những số ưu tú của các em trong đoàn thiếu nhi, trong trường giáo lý, trong sứ đoàn ban môn. Đây là các em đã trung thành và trung tín đến cùng để theo đuổi cái sự việc đó là học và hiểu biết Chúa
mỗi ngày một hơn, để các em có thể yêu mến Chúa không chỉ bằng đức tin mà bằng cả lý trí của mình, bằng cả sự dấn thân, bằng cả cái nỗ lực cá nhân của mình để học, để hiểu và để yêu, yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Chính vì thế mà có các em ngày hôm nay. Thế tự hỏi, những em sau khi mà được thêm sức, các em không tiếp tục học giáo lý, vậy thì những em đó đi đâu? Có lẽ bởi vì các em đấy thấy rằng không còn gì để học nữa, và có thể các em ấy nghĩ rằng học nữa không có đủ cái gì đâu, thêm sức rồi mà đủ rồi, mai mốt chỉ chờ đến ngày đi học giáo lý hôn nhân mà thôi. Cũng có thể là bởi vì các em quá bận bịu với việc học ở ngoài trường, ngoài xã hội. Và cũng có thể là do chính bố mẹ không cổ võ, không động viên, không tạo điều kiện để các em được đến, để tiếp tục được học, để hiểu và yêu mến Chúa hơn. Kính thưa quý bà anh chị em, cái việc chúng ta đầu tư cho con em của mình có một tri thức, xã hội có một kiến thức, để con em của mình sau này có công ăn việc làm, có đời sống tốt hơn, điều đó thật là đúng, điều đó thật là chính đáng. Thế nhưng mỗi người chúng ta thử nhìn lại kinh nghiệm đức tin, kinh nghiệm đời sống thiêng liêng của mỗi người, chúng ta sẽ thấy đôi khi chúng ta có một cái đầu rất là tri thức, chúng ta rất là giỏi các lĩnh vực ở ngoài xã hội, nhưng mà đức tin và lòng mến Chúa của tôi thì lại yếu ớt. Và chúng ta nhìn vào trong đời sống xã hội thì chúng ta thấy cái sự khủng hoảng nó xảy ra từ cá nhân, từ môi trường gia đình và đến môi trường xã hội và cả thế giới. Chúng ta thấy văn vẳng đâu đó luôn luôn có những bất ổn, có những xung đột, có những chiến tranh. Và cái sự chiến tranh xung đột đôi khi nó xảy ra ở trong nội tâm của các em, của các trẻ vị thành niên hay là của các giới trẻ. Và để rồi các em khi mà không có cái nền tảng đạo đức, không có cái nền tảng đức tin, không có cái nền tảng là lòng yêu mến Chúa thì các em sẽ làm gì? Các bậc phụ huynh có lẽ sẽ trả lời và thấy rõ kết quả, cái kết quả hay là cái hậu quả đi về đâu. Một cái sự tuyệt vọng nếu như các em phải đối diện với một cái sự bất ngã nào đó trong cuộc đời của mình và không tìm được một điểm tựa từ trong nội tâm, từ trong đời sống tinh thần, và các em tìm đến cái giải pháp để mà giải thoát, đó có thể là xì phê ma túy, có thể là tự tử, có thể là trầm cảm, vân vân, một cái sự tuyệt vọng đến vô cùng. Và chúng ta thấy trong đời sống gia đình của mình, nhiều khi nó vẫn xảy ra cái sự xào xáo, ồn ào, cãi vã, xung đột. Nguyên nhân là do đâu? Không phải bởi vì gia đình không có điều kiện, nhưng bởi vì gia đình thiếu cái tình thương, thiếu cái tình yêu của Thiên Chúa. Và khi mà thiếu cái lòng mến Chúa, thiếu cái ngọn lửa của sự say mê một Chúa, thì chúng ta sẽ say mê những sự thuộc về thế gian, chúng ta sẽ say mê những sự thuộc về ma quỷ, chúng ta sẽ say mê những sự thuộc về xác thịt. Và kết quả như thế nào thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã thấy và chúng ta vẫn đang thấy xảy ra trong cuộc sống, trong xã hội hoặc trong gia đình hiện tại của chúng ta. Chính vì thế khi mà các em được đến đây để tiếp tục được huấn luyện, để các em thêm kiến thức về giáo lý, để các em được đào luyện cái lòng yêu mến Chúa qua việc tham dự thánh lễ, qua việc trầu thánh thể, qua việc cùng sinh hoạt chung
đó là cái môi trường lành mạnh để các em được lớn lên. Các em được lớn lên trong ánh sáng của lời Chúa. Các em được lớn lên trong cái môi trường bảo vệ của giáo hội, trong cái sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của tất cả các thành phần dân Chúa. Quý bà anh chị em, nếu như chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy các em được học giáo lý ở đây, được sự quan tâm của tất cả mọi người. Từ khi mà các em đến nhà thờ, được chăm chút vào tham dự thánh lễ, rồi được ăn sáng, rồi được dẫn lên phòng để được học giáo lý, mọi cái có thể nói tạo điều kiện tốt nhất để cho các em được học, và tất cả mọi sự hoàn toàn là nhưng không. Tất cả mọi sự đều là do sự dấn thân với lòng mến Chúa, với lòng yêu mến giáo hội, với lòng yêu mến các em thiếu nhi của các sư, các anh chị huynh trưởng, của cha sở, cũng như tất cả các quý cha đồng hành. Muốn chia sẻ như thế để cha cũng nói với các con thiếu nhi, các con cần phải cố gắng. Ngày hôm nay khi cử hành lễ thánh tâm Chúa Giêsu, các con ước gì các con có được một chỗ trong trái tim của Chúa, và các con cầu nguyện để xin cho trái tim của các con luôn tràn đầy ngọn lửa yêu mến Chúa, để chính từ nơi các con mà ngọn lửa mến Chúa, ngọn lửa của niềm vui yêu thương được thắp lên trong gia đình của các con, nơi bố mẹ của các con, nơi bạn bè của các con. Cha tin chắc rằng một em thiếu nhi ngoan với tất cả lòng nhiệt thành và mến Chúa, thì chính em thiếu nhi ấy là hạt nhân, là cái nguồn động viên để bố mẹ ở trong gia đình biết sống hòa hợp với nhau hơn, biết quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Và nhìn ngược lại, kính thưa quý bạn anh chị em, nếu như trong bộ phận làm cha làm mẹ mà chúng ta quan tâm tạo điều kiện để cho con em của mình yêu mến Chúa ngay từ bây giờ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những đứa con hiếu thảo, chắc chắn chúng ta sẽ có những đứa con thành đạt, không chỉ ở ngoài đời mà ở trong gia đình. Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại để đào tạo đứa con thành đạt ngoài xã hội, nhưng ở trong gia đình thì lại là những đứa con bất hiếu, ở trong gia đình thì lại là những người chắc nết. Đó là điều mà quý vị phụ huynh chúng ta cần ý thức hơn để chăm lo cho con em của mình. Thật là cảm ơn tất cả bố mẹ của các con thiếu nhi, nhất là của các con ngày hôm nay tuyên xưng tự tin hiện diện để cầu nguyện cho các con. Bố mẹ đã đồng hành với các con trong suốt mười mấy năm trời, chở đi học giáo lý, tạo điều kiện để cho các con được đi học. Cha ước mong rằng đó là những gia đình khuôn mẫu để cho tất cả những gia đình công giáo khác noi theo. Và ước mong các con thiếu nhi ngày hôm nay, các con tuyên xưng đức tin của mình để bước vào một cái giai đoạn sống trưởng thành, các con trở thành những chứng nhân cho Chúa giữa đời, trở thành chứng nhân cho Chúa giữa đời, trở thành những người đem cái vốn lên, đem tất cả những cái hạt giống đức tin mà đã được gieo, đã được vun trồng, đã được lớn lên trong suốt 11 năm vừa qua, để các con làm chứng cho Chúa giữa đời trong môi trường mà các con sống. Đối với các con hiện sĩ cũng vậy, các con thấy từ khi các con bước vào trường giáo lý, các con đeo khăn màu, màu gì? Màu hồng. Bây giờ cái khăn của các con bắt đầu chuyển sang màu nâu, các con thấy có một cái sự chuyển biến màu hồng, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá, xanh dương, rồi màu nâu. Một cái sự chuyển biến như thế để cho chúng con ý thức thấy rằng mình cũng đang được lớn lên. Cuộc sống nó không luôn luôn là màu hồng, cuộc sống nó không luôn luôn là màu xanh lá, cuộc sống nó không luôn luôn là màu xanh dương. Một những cái màu sắc tràn đầy niềm vui và niềm hy vọng, cuộc sống luôn luôn mời gọi mỗi người chúng ta ý thức đào luyện chính mình để chúng ta dần thân màu nâu đất, để chúng ta biết hủy mình ra không, để từ nay tôi sống cho Chúa
sĩ của Chúa, để đem tin mừng của Chúa thắp sáng lên trong đời sống của tôi, thắp sáng lên trong gia đình của tôi. Và kính thưa quý bạn anh chị em, tất cả các con thiếu nhi, chúng ta hãy trở về lời Chúa ngày hôm nay để tất cả chúng ta cùng học với Chúa Giêsu cái chìa khóa để giúp cho mỗi người chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, có một cuộc sống đầy tương lai, đầy tươi sáng. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa, hãy học cùng Chúa bài học hiền hậu và khiêm nhường. Cái sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa được thể hiện qua việc Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi mỗi người chúng ta. Chúa đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng ta, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với Chúa để được Chúa bổ dưỡng. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta mang lấy cái ắt của Chúa, cái ắt của tình yêu, cái ắt của sự dấn thân, cái ắt của niềm hy vọng, và dấn thân học cùng Chúa với sự hiền lành và khiêm nhường, để mỗi người chúng ta trở thành những con người xứng đáng được hưởng gia nghiệp của Chúa, gia nghiệp nước trời. Và nước trời ấy không chỉ có ở đời sau, nhưng mầu nhiệm nước trời ấy được tiên tạo, được xây dựng ngay trong cuộc sống hiện tại, bằng sự hiền lành của mỗi người chúng ta, bằng sự khiêm nhường của mỗi người chúng ta, khi chúng ta để cho thánh ý của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa được toàn sáng, được thắp lên trong mọi hoàn cảnh sống, trong môi trường mà chúng ta đang sống, hơn là chúng ta để cho sự thiêu căng của mình, ích kỷ của mình, để cho cái sự hung tợn của mình chi phối đời sống của chúng ta. Ước mong tất cả các con thiếu nhi cũng như mỗi người khác hiểu thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta được tràn đầy ngọn lửa thánh tâm của Chúa Giêsu, ngọn lửa tình yêu, sự thật cuộc sống của chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta luôn ghi nhớ và nỗ lực học cùng Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngày hôm nay các con thiếu nhi cũng nhớ cầu nguyện cho gia đình, và đặc biệt cầu nguyện cho những người cha, cho ba của các con, cho bố của các con ở nhà. Ngày hôm nay ở ngoài xã hội người ta kỷ niệm cái ngày gọi là ngày của cha, ngày của bố. Cha ước mong các con thiếu nhi nhớ đến ba mẹ của mình, nhớ đến bố của mình, và cầu xin cho ba mẹ của mình luôn tràn đầy tình yêu Chúa. Xin cho bố của mình, ba của mình luôn phản chiếu hình ảnh thánh tâm của Chúa Giêsu với một trái tim hiền lành và khiêm nhường, tràn đầy tình yêu thương các con thiếu nhi. Và nhờ đó các con sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa một cách rõ nét từ trong gia đình. Amen. Xin mời con bạn đứng, chúng ta cùng xin thank you.
chị em và các con thiếu nhi thân mến, khi chị đọc đứng trên thập giá từ cạnh sườn điện tân phục, Đức Giêsu đã để cho máu cùng nước chảy ra khẩu hầu khơi nguồn các ký tích của hội thánh. Chúng ta cùng cảm tạ người và thiết tha nhân lời khẩn nguyện. Trên thế giới ngày hôm nay, tình yêu vẫn chưa thực sự ngự trị sự cộng đồng nhân loại. Chúng ta niệm lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chân để dân Chúa trong hội thánh luôn cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, để luôn biết sống yêu thương, hy sinh phục vụ mọi người như Chúa mời gọi. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho thế giới sớm trở lại cùng Chúa, nên hoàn thiện nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô được rao giảng khắp nơi. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì mẹ thân mình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn xin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta luôn sống tinh thần chia sẻ, yêu thương, phục vụ, nhắc nhở nhau thực hành các việc đạo đức, bác ái để trở nên một cộng đoàn truyền giáo, hầu là gương sáng cho mọi người chung quanh nhận biết Chúa. Chúng ta cùng với lời cầu và dạy đại ơn Thánh Chúa Thánh Thần để có thể bước tiếp trên con đường làm chứng nhân cho tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: anh em hãy mang lấy nắp của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa mỗi ngày để học với Chúa và kiến bốc tình yêu sức yên từ Chúa, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời.
Cha chi tâm là Thiên Chúa toàn năng làm cứu chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sư ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương là đồ thì chịu treo trên thập giá, người đã tự hiến thân vì chúng con, từ cảm sự niềm ân thuận người đã để máu và nước chảy ra hầu quên một các bí tích của Hồ Thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến vùng trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tôn vô rằng
lệnh Chúa sẽ cứu chúng con khỏi những mọi sự yếu. Xin đoán vương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi nghi ngờ. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng thương độ chúng con.
Lạy Chúa, xin cho biết đến tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô con của Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và tiếp nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và nên chỉ muôn đời. Mình cha và cộng đoàn ngồi nghe rao điện và thông báo. Hôm nay ngày 18 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, kính trọng thể lễ thánh tân Chúa Giêsu, ngày 21 tháng 4 thánh Louis Gonzaga tu sĩ định nhớ, ngày 23 thứ 6 buổi chiều lễ vòng sinh nhật thánh Gioan Tịnh Giả, ngày 24 thứ 7 sinh nhật thánh Gioan Tịnh Giả đền trọng, và Chúa Nhật tuần sau ngày 25 tháng 6 Chúa Nhật thứ 12 thường niên thông báo. Và lúc 7 giờ tối ngày thứ hai, ngày mai có được tội cho 37 diệu đồng. Xin anh chị em cùng niệm thông cầu nguyện. Hôm nay cũng là ngày mà giáo xứ chúng ta được một mạng, cũng như là ngày vui của một số đông con em chúng ta được bao đồng, được thăng cấp. Rồi niềm vui nữa là hôm nay cũng là ngày của bố, ngày của những người cha. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chúng ta cùng là hôm nay xin anh chị em chúng ta quan tài giúp cho các cha vu đang đau bệnh hoặc là đang làm việc một vô. Và thứ bảy tuần này vào lúc 5:30 chiều có thánh lễ đồng tế để mừng lễ thánh Gioan Baptista, là bổ mạng của cha phó Gioan Baptista Nguyễn Trọng Tín, cũng như chúng ta nhớ đến đức hồng y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, cha nguyên thánh xứ Gioan Baptista Võ Văn Ánh. Vì bây giờ cũng đã là 8:45 và đến 9:00 là thánh lễ, nên tôi xin xong thánh lễ mọi người rất tranh thủ để chúng mình hoặc là làm công việc khác và trả lại nhà thờ để thánh lễ lúc 9:00 được tiến hành. Xin cảm ơn. Trọng kính cha sở Phaolô, kính thưa cha đặc trách Tinh Xê, quý sơ, các anh chị quân trưởng và toàn thể cộng đoàn, con xin phép được thay mặt các bạn kính dâng lên quý cha và quý cộng đoàn tâm tình tri ân. Trọng kính cha sở Phaolô, hôm nay là một ngày hồng phúc đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời chúng con, đánh dấu cột mốc sau hành trình học hỏi giáo lý. Từ hôm nay, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ bước vào hành trình mới, hành trình truyền rao tin mừng. Chúng con xin cha sở chung vui và cầu nguyện cho chúng con sống tốt với học ơn lớn lao này. Kính thưa cha đặc trách Dương Xe, trong thời gian học hỏi giáo lý còn rất nhiều thiếu sót đã làm cha buồn lòng, nhưng cha cũng truyền dạy cho chúng con bằng hết cả trái tim yêu thương, chuẩn bị cho chúng con hành trang vững mạnh trên con đường dẫn thân phía trước. Đặc biệt trong khoảng thời gian chúng ta vừa qua, chúng con biết rằng cha sẽ luôn đồng hành và tiếp sức cho chúng con trong những lời chân nguyện hàng ngày. Nguyện xin Chúa ban cho cha thật nhiều sức khỏe, niềm vui và ân sủng để cha tiếp tục dẫn dắt thiên nhiên chúng con. Chúng con xin ghi ơn quý sơ và các anh chị huynh trưởng đã luôn lo lắng chăm sóc và giúp cha chúng con được hiểu biết và yêu Chúa nhiều hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý sơ và các anh chị. Và sau đây xin phép cha đem chúng con có đôi lời tâm tình gửi đến ba mẹ chúng con. Kính thưa cha mẹ, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, chịu nhiều vất vả khó nhọc để chăm chút cho chúng con được đủ đầy, từ đời sống vật chất đến đời sống đức tin. Đôi lúc chúng con vô tâm, hờ hững, đôi khi lại trái hướng, phản nghịch, nhưng cha mẹ vẫn luôn ở đó yêu thương, che chở và bao dung chúng con. Chúng con xin lỗi, xin ba mẹ tha thứ những lỗi lầm của chúng con trong thời gian qua. Nay chúng con đã khôn lớn, chúng con muốn sẽ sống một đời sống mới, sửa chữa bản thân, luôn biết thờ phượng Chúa và hiếu thảo với cha mẹ. Cuối cùng, chúng con xin cảm ơn cộng đoàn và xuất sắc hiện dân thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con trong ngày hôm nay. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con
hầu giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Dù chúng con có cảm ơn thế nào cũng không thể kể xiết được tình cảm mà chúng con nhận được. Mình xin Thiên Chúa ban ơn qua lời cầu cầu của mẹ Maria, thương đổ muôn ơn phúc lành hồn xác trên quý cha, quý sơ, các anh chị huynh trưởng của toàn thể cộng đời. Chúng con sẽ cố gắng sống trung thành với lời tuyên hứa hôm nay. Giờ đây, chúng con xin dâng lên nghe món ăn tươi ngon, có chọn đồng hành, xin giao nuôi dẫn. Chúa ở cùng anh chị em.